Muốn không còn sanh cõi lao lung, phải dẹp nó chớ lòng ôm ấp. Việc phước đức hãy nên làm gấp, đường chân tu luyện tập ân cần. Sự nhọc nhằn chớ quản nại thân, thì nhất định biển trần tác càng. Lòng tu sớm chiều không để làng, Phật Tây Phương sẽ dán đậu giường. Lời cao siêu Phật Pháp tỏ tường, tự nhiên mở rộng đường cực lạc. Muốn hiện tại trở nên Bồ Tát, lời trên đây chạm khắc vào lòng. Các nhiễm ô gội rửa sạch không, chỉ còn nguyện đây lòng cứu độ. Gặp những kẻ lâm dòng đau khổ, dùng tiền nghi cứu độ cho an. Dạch rõ đường đi đến Tây Phan, để cho khách thế gian tìm đến. Nếu có kẻ việc trần quá mến, chẳng những không nghe đến lời khuyên, trái lại còn nhạo báng khùng điên. Cũng không bỏ cứ khuyên nhủ mày, với ai cũng từ bi quảng đại. Tìm cách khuyên trở lại đường lành, dù cho thân phải chịu hy sinh, cũng vui vẻ hiến mình cứu thế. Đạp gai gốc xoay sành bất kể, miệng lấp sống được bé khổ đời, khiến cho ai cũng được thanh thơi. Không còn kẻ sống đời lao ly, hoàn toàn dứt sạch lòng ích kỷ. Chỉ nhất tâm lo nghĩ cứu dân, dân sẵn sàng vì đạo hiến thân. Đó mới thật tinh thần Phật giáo, lúc nào cũng thật hành chánh đạo. Treo gương cao hòa hảo cho đời, khiến thiện nam tinh nữ khắp nơi soi theo đó để hồi tỉnh lại. Truyền bá mạnh mẽ tình bác ấy, quyết làm cho thế giới hòa bình. Không còn nghe tiếng đồng đau binh, khắp nhân loại hòa bình lành như một. Đời nhờ xấu đổi ra đời tốt, làm cho người ngu dốt được thông. Viết từ bi chẳng phải nói không, mà là phải thực hành rõ rệt. Vì việc lớn của đời sống chết, vì việc lo giải thoát hồng trần, nên cố truyền Phật Pháp xa gần, để cho khắp nhân dân tỉnh ngộ. Chân Phật tử đầy lòng quá độ, chẳng hề nao gian khổ đời mình. Lòng từ bi cùng Phật một tình, vì sanh chúng hy sinh tất cả. Đời với đạo đâu là thật giả, tại sao cần hối quá tu hành. Giải thích cho người được biết rành, hầu có đủ lòng tin đạo lý. Kêu gọi mãi chẳng bao giờ nghỉ, để cho người chăm chỉ tu hiền. Ở tại gia hay ở chùa chiền, được nhất trí cần chuyên đạo đức. Cùng nhau biết đồng tâm hiệp lực, kẻ thị cài người cuốc nuôi nhau, làm cho đời sống bớt khổ lao. Là công việc người tu phải nghỉ, cố gắng dẹp được lòng ích
kỷ, tình nghĩa sông đạo lý cũng sống, hợp nhau làm chi cũng thành công. Sự chia rẽ cũng không sanh được, làm phước chẳng tự cho rằng phước, giúp người không nghĩ giúp là công, người đền ơn đáp nghĩa chẳng mong. Là nhờ giúp sạch lòng ích kỷ, cần là giúp chớ ơn chẳng nghĩ, thiếu là đem bố thí rồi thôi. Như thế mới là Phật thương người, tâm ấy mới giống nơi tâm Phật. Tâm Phật vốn là tâm chân thật, thật từ bi thật bác ái tâm. Vớt chúng sanh khỏi biển luân trầm, sự ân ích không cần ai đáp. Mẹ thấy con bệnh tình nguy cấp, lòng thương lo đến mất ngủ ăn. Lo thuốc men cùng cháu lăn xăng, muốn con mạnh chớ ân đâu kể. Phật đối với chúng sanh cũng thế, thương chúng sanh như mẹ thương con, cứu độ cho thống khổ không còn. Ngoài ra chẳng còn mong chi khác, độ đời đến đổi quên khổ xác. Lòng từ bi không thước nào đo, lo chúng sanh chớ chẳng riêng lo. Tâm ích kỷ thật là hết cả, mỗi đạo Phật trở nên rời ra, cửa thiền môn dân kẻ vạn lai. Cũng vì lòng của khách mặn chay, quá giả dối quá đầy ích kỷ. Lời Phật Pháp hoàn toàn chân lý, người lại thêm những gì cho hư. Dắt nhau đi cay ngược lòng từ, làm cho kẻ ngoài đời chán ngán. Cần phải sửa lại cho chân đáng, chớ nên đem treo bánh lừa đời. Phật dạy sao thì phải ý lời, mới không thẹn là người học đạo. Phật vì thấy chúng sanh khổ nào, mới đem truyền chánh đạo cứu an, đâu phải vì muốn lập giàu sang. Người chưa lấy đạo làm lợi khí, những kẻ tu còn lòng ích kỷ. Chán đời lo ẩn sĩ tu thân, không để lòng lo việc cứu dân. Tu như thế cũng không thật đúng, huống chi hạn chỉ lo lợi dùng, lại càng không thể nhận là tu. Sở dĩ nền Phật giáo mờ lu, là do những kẻ tu dối ấy. Khắp thế giới chùa chiền đầy dậy, thật tu hành có mấy người đâu. Làm cảnh chùa mất nghĩa cao sâu, thành ra chỗ để cầu tài lời. Sai lầm ấy nhiều người biết tới, vẫn để nguyên không đổi sửa ra. Khiến cho nguồn chân lý sâu xa, lần lần biến thành ra mê tín. Phải họp lại để mà chấn chỉnh, cho cảnh chùa giống cảnh Tây Phương. Để người đời lấy đó làm gương, bỏ hung ác theo đường lương thiện. Ở chùa phải lo bề tu luyện, đã xuất gia chớ luyến hồng trần. Anh của dân phải cứu độ dân, mới là đúng tinh thần nhà Phật. Đã vào đó phải cho thành thật, đúng đắn nhà đạo đức tu hành.
mặt thế gian danh lợi cạnh tranh, lòng mình chẳng còn ganh việc thế. Cố tịnh niệm cho khai trí huệ, đem lời kinh tiếng cải khuyên đời. Dùng từ ngôn cảm hóa khắp nơi, như vậy mới thật người Phật tử. Khi ngoài thế thì làm hung dữ, đã vào chùa thì phải thiền lành. Chùa chiền là nơi để tu hành, đâu phải chỗ để danh làm dữ, đã được tiếng là nhà Phật tử. Thì phải làm cách sự từ bi, cách ở ăn theo đúng luật nghi, mới khỏi tiếng sầm xì nhạo báng. Đời có đủ thiên hình vạn trạng, dễ làm cho mù quáng sai lầm. Nhà tu hạnh cần phải trì tâm, thì mới khỏi bị làm xa ngà. Các tập nhiễm từ lâu trong già, nếu người chưa phóng xả hoàn toàn, dù trải qua đến mấy thời gian, có dịp nó cũng hoàn trở lại, lần sau sẽ phạm nhiều gấp mấy hơn lần đầu đã phải phạm vào, cho nên lòng ô nhiễm cần lao trừ sạch. Chớ mãi nào để sót, rồi lần nó hay ưa đồ ngọt, lòng người thường mến việc trần duyên. Người tu không đủ sức nhẫn kiên, thì sẽ bị đảo điên tâm trí. Gặp thử thách nếu không suy nghĩ, thì mười người sẽ bị hết mười. Suy nghĩ là ngọn đúc của người, tiên Phật cũng nhờ nơi suy nghĩ. Người mà được biết điều liêm sĩ, ấy là do suy nghĩ phần nhiều. Nếu tiến thêm một bước cao siêu, tất nhiên được trọn điều từ thiền. Dựa chân lý để mà suy biện, người chớ nên nghĩ chuyện quan đường. Mới khỏi điệu mình lịch chế lương, chân lý vốn là gương đôi chiếu. Sự tà chánh khi mình chưa hiểu, thường làm cho lẻo nhiễu trong tâm. Nếu muốn cho khỏi sự sai lầm, lấy chân lý ra phân thì đúng. Nắm chân lý thì không lung tung, chẳng bị ai lợi dụng đường tà. Và mình không thể dối người ta, được siêu thoát cũng là nhờ đó. Đường chân lý nếu người hiểu rõ, thì không còn tính bả làm càng. Việc của mình hay việc thế gian, đều căn cứ ở trên sự thật. Đúng sự thật chẳng bao giờ mất, nó xưa nay vẫn một mà thôi, đem nó ra giải quyết sự đời. Đâu đó sẽ đến nơi viên mạng, lấy sự thật ra làm căn bản. Thì đạo đời sự đoán công minh, không bị điều tà kiến làm chinh, nó giúp kẻ tu hành chinh chắn. Vạn vật dưới bóng trời mọc lặng, có vật nào mà đáng thật đâu, bị tiêu mòn hoặc sớm hoặc lâu. Không có một vật nào tồn tại, phải tìm chỗ trường sanh bất hoại. Chớ ngồi đây chịu mệt tự sanh, kiếp người đầy giả dối hôi tanh. Xem như thật mà không phải thật, xác
thân của người còn phải mất, thì trong đời có vật nào còn biết vật chi rồi cũng tiêu mòn, cứ đeo đắm là không sang suốt. Nên mở hết sự đời trói buộc, để làm cho ranh kiếp vô thường. Sống lâu dài như Phật Tây Phương, thân ấy mới là thân chân thật. Thân hiện tại có ngày phải mất, bởi nó là giả chất cấu thành, đâu bằng thân sen bao thai sanh. Vô số kiếp thâm lành bền bỉ, như các Phật xưa nay đã chỉ, trong giả thân có cái chân thân, chúng sanh nên định tĩnh tâm thần, sẽ tìm thấy chân thân ấy được. Trong chất ước có tất nhiên có nước, trong cành cây có chất bông hoa, trong giả thân của kiếp người ta. Có thân thật ráng mà tìm lấy, bỏ thân giả thật thân khó thấy. Phật khi xưa cũng phải dùng thân, thân ví như thuyền để làm chân, đưa sanh chúng qua sông mê cồ. Nơi bến giác khi thuyền đã đổ, người bước lên thuyền bỏ lại sông. Nếu người còn đang ở giữa dòng, bỏ thuyền tức là không tới bên, dùng thân chứ lòng không chấp mến. Nếu mến thân mến đến sự đời, sẽ làm cho các nghiệp không rời, tức phải bị luân hồi để trả. Nếu thế chẳng bao giờ thông thả, cứ đầu thai chịu quả khổ luôn, nên giết đời muốn được gỡ xuông. Thân chớ mến nên dùng cho khéo, khéo dùng thân để mà mở nèo, đưa hồn về đến cõi niết bàn, và toàn lo cứu giúp nhân gian, sớm khỏi cảnh lầm than đói khó. Cứu được kẻ dù thân phải bỏ, cũng vui lòng chẳng có ngại ngần, không lúc nào chẳng nghĩ đến dân. Đó mới thật tâm hồn Phật giáo, kẻ khổ não như mình khổ nào. Hết lòng đem cơm áo giúp cho, thấy mắt nàng lòng biết thương lo. Lương tâm của người tu phải thế, cảnh lao khổ có vô số kể, phải có lòng cứu tế vô biên, thì mới mong đổ khách cần duyên, qua khỏi cảnh đạo điên tai khổ, muốn thực hiện được lòng đại độ. Trước nhất là phải bỏ tiểu tâm, kế đó là phải độ lượng thâm, mới áp dụng từ tâm đúng chỗ. Lúc làm gỗ cho đời chạm trổ, lúc thì làm búa bổ vào tường. Khi nhu hòa khi phải can cường, cần phải biết tùy phương hóa độ. Hoặc dùng khổ cứu người nghèo khổ, hoặc dùng sang để đổ giàu sang. Hoặc dùng dân để tỉnh thức quan, hoặc dùng lấy quan quyền tây thế, cứu được kẻ nào đâu phải về. Thiếu hy sinh không thể giúp đời, lại phải còn tùy cảnh tùy thời, đặt phương tiện đến nơi đến chỗ. Người đang khát đem dầu mà đổ, thì chỉ làm cho họ bất bình, cách khuyên tu không hợp cảnh tình, sẽ khiến kẻ không tin tưởng đến. Muốn đổ chúng không làm chúng mến, tất họ không vui đến quy y.
cần phải làm cho họ kính gì thì họ mới chịu theo quy Phật. Gặp những kẻ chưa thông đường đất, trong lòng còn ngờ vực dây đầy, khó làm cho họ tin phúc dây. Mà cần phải nhiều ngày khuyên nhủ, có lắm kẻ quá mê giấc ngủ. Tiếng trời gầm chưa đủ giật mình, đôi với người say đắm phạm tình. Nghe dài bẩn kệ kinh khó tình, phải tha thứ phải đầy nhẫn nhịn, phải bền lòng phải tánh dẻo dai. Kêu gọi hoài dù kẻ mấy say, chắc chắn sẽ có ngày tỉnh được. Lời Phật pháp như là mưa nước, tâm trần mê nào khác lửa đồng. Mưa nhiều thì lửa tắt chẳng không, chớ thấy lửa mênh mông mà chan. Lời Phật pháp là lời chánh đáng, tâm trần mê là chẳng thật tâm. Chánh đáng thì sẽ thắng sai lầm, lời Phật sẽ thức tâm mê được. Lấy gươm trí ra mà xông lướt, cứu người trong trận giặc mê si. Để hoàn thành chí nguyện từ bi, như là Phật Mâu Ni thuở trước. Đời như cá ao gần cạn nước, hiện thời không phải lúc chẳng chờ. Nên tùy phương dục thúc tự giờ, kẻo không kiếp thời cơ biến truyền. Nào nổi biến, nào là ngoại biến, kẻ thì lên người xuống lăng xăng. Lâm đổi thay lâm sự khó khăn, người xâm trói nhau hơn là mờ. Tay trời đã không phương cãi gờ, thêm nhân tai nhiều chỗ gây ra. Cõi hồng trần là bãi tha ma, cứ chôn xác người ta không ngớt. Sự hung ác của người nếu bớt, thì nạn tai tất được giảm đi. Các sầu ưu khổ não chi chi, thâu hết tại người quy tập nó. Xưa nay vẫn cứ như thế đó, tử người làm đau khổ cho người. Có nhiều người biết rõ mười mươi, lòng cũng vẫn đua bơi việc ác. Làm dữ chẳng những thân hình phạt, mà linh hồn cũng lạc luân thêm. Người chết rồi đâu phải là em, còn tiếp tục chịu thêm đau khổ. Lăn lộn mày ở trong mê lộ, phải gánh mang vô số cực hình. Bao nhiêu điều tội ác của mình, nó đều biến ra thành địa ngục. Nào là cháo dầu sôi sùng sục, nào là giòi lúc nhúc thay cơm. Nào là rừng đau kiếm lâm châm, nào là lửa phần phần cháy. Ác thu có biết bao nhiêu loài, yếu tinh không còn thiếu mắt nào. Đích bàn trong đầu đội máu đầu, đủ thứ quỷ đầu trâu mắt ngựa. Con thì dắt búa to ra bừa, con thì mang cây chĩa ra đâm. Con thì đem dao lên đánh bầm, mày con thì cô sẽ làm hai thoại. Con móc mắt con lo cắt lưỡi, con rút gân con thẻo lột da. Cánh hải hùng không chỗ hở ra, còn nhiều nữa khổ mà kể hết. Khổ khi sống, khổ trong khi chết. Khổ hồn linh, khổ xác thân cận. Chúng sanh luôn chịu khổ không ngừng, cũng vì bởi nguyên nhân tội ác. Nên
nếu không sớm mở đường giải thoát, quỷ vô thường đến rất khó mong. Chốn ngục hình bị ném vào trong, chừng đó dẫu hối không thể kịp, hiện thời ráng chừa sống ác nghiệp. Việc thiện lương nên tiếp tục làm, dù khó khăn cũng ráng gìn kham, mỗi đạo pháp cứ phăng đi tới. Rèn lòng chứ để cho phạm giới, kiểm điểm từ lời nói việc làm, những điều còn ô trước tục phàm thì nhất quyết trì tâm sửa chữa, lo đạo đức như lo cơm bữa, nhớ Phật như mẹ nhớ con cưng. Tất nhiên không còn tạo nghiệp trần, cảnh Phật sẽ đặt chân vào được. Từ làm tội đổi ra làm phước, chỉ cách nhau ở chỗ quyết tâm. Đâu phải là cách trở xa xăm, mà sanh chung bảo rằng khó đổi. Việc làm phước hay là làm tội, đều tại mình không phải tại ai. Nếu muốn tu thì cứ tu ngay, chớ đừng có đợi mai đợi mốt. Lòng cương quyết dầu ai muốn cột, cũng không làm sao buộc được mình. Nếu người tu có đủ đức tin, sẽ thắng được cảnh tình trắc trở. Lòng tin tưởng vốn là cơ sở, tin tưởng càng mạnh mẽ chừng nào, mục đích càng sẽ được tới mau. Không ai có thể nào xô ngã, tin tưởng mạnh đạo mau đắc quả, đạo có tin mới có thể tu. Tu không tin thì đạo mờ lu, đạo tin mạnh lối nào cũng bò. Tin biết xét là tin sáng tỏ, tin không suy tình đó tối tâm, tin tưởng là căn bản đánh rằng. Không suy xét tin càng nguy hiểm, vì đạo chánh thì là rất hiếm. Còn đạo tà khói kiếm cũng ra, nếu tin càng dễ bị đường tà, có rất khó được sanh qua cõi Phật. Phải suy xét cho tường sự thật, thật chân tu thật đức từ bi. Phật là đường giải thoát mê ly, chừng ấy sẽ quy y tin tưởng. Thấy linh nghiệm rồi tin càng bương, thấy hay ho rồi muốn theo đi, chánh hay tà không chịu xét suy. Tin như thế làm nguy hại kiếp, lọt vào lưới mới quầy sao kịp. Mắc bẫy rồi muốn dứt sao ra, để lòng tin lầm lạc đường ta, hồi tin được thật là rất khó. Nên cần phải nhắc cho lớn nhỏ, đối xử chi cũng chớ tin càng. Phải dò sao xét trước đàng hoàng, thật chân đáng rồi tin mới dừng. Bị lầm lạc chỉ trong một bần, đủ làm cho thân phận đau điên, lầm của tiền có thể tạo nên. Còn lầm mạng không phương lấy lại, tình đúng chỗ phước lưu vạn đài, tình sai lầm di hại thiên niên. Sự tin là quan trọng vô biên, phải dè dặt chớ nên tin bương. Sống gần kẻ có nhiều tin tưởng, rất dễ gây ảnh hưởng đến mình, nếu mình không suy xét cho mình, thì sẽ bị cảm tình lôi cuốn. Ví như rượu mình không hề uống, nhưng gặp người đem đến mời luôn. Khó làm cho người nhìn miệng xuống, mười người bị uống luôn hết chinh.
Vì lẽ đó cần nên bình tĩnh, chớ để cho nhẹ tính điều nào. Mỗi người thường tin tưởng khác nhau, thấy người bước bước theo không được, tin lầm ít khi nào được phước, mà thường hay bị chuốc tội thêm, gặp thời kỳ đau mọc như nêm. Trong sanh chúng lầm tin rất dễ, tin lầm đến phạm vào luật lệ. Tin lầm gây trái lẽ công minh, tin lầm làm đảo ngược kệ kinh. Tin lầm tội mà cho rằng phước, tin lầm khiến tan nhà mất nước. Tin lầm làm kẻ khóc người than, tin lầm gây thống khổ họ hàng. Tin lầm khiến tiêu tan sự nghiệp, tin lầm dẫn đến nơi lừa bịp. Tin lầm gây ra việc sát nhân, tin lầm đành lấy quán trả ơn. Tin lầm mang thánh thần không nề, tin lầm khiến làm điều tồi tệ. Tin lầm đi bác bẻ Phật ngôn, tin lầm mình giải tưởng là khôn. Tin lầm mới tự tôn tự đại, tin lầm chỉ có đời hiện tại. Tin lầm không ai thấy việc mình, tự lầm tin hoặc kẻ truyền tin. Tin lầm có hàng nghìn muôn truyền, tin ở sắc hoặc tin ở miệng, hoặc là tin ở chuyện mắt trong, hoặc tự suy rồi tự tin lòng. Có nhiều cách tin không kể xiết, tin lầm qua việc hoặc tin đúng việc, là vấn đề quan thiết vô cùng. Sự vui tươi hay việc hải hùng đều quan hệ với lòng tin ấy, sống chết cũng liên quan vào đây. Dinh nhục đều bởi tại nó ra, từ xưa nay trong cõi người ta, việc thành bại đều do tin tưởng. Nếu tin đúng thì thành hình tượng, bằng tin sai thì uổng công phu. Lên thiên đường hay xuống ngục tù, do tin đúng hay là không đúng. Nào thanh chiến vô cùng kinh khủng, nào đạn tranh chấn động đất trời, đã diễn ra khắp chốn cùng nơi. Đều do ở lòng người tin tưởng, tin gây chiến là tin hẹp lường. Tin gây họa là rộng sự tin, tin cách nào cứu được nhân sinh, như thế mới là tin đúng đắn. Truyền đạo Pháp có nhiều hình dạng, nhưng không ngoài căn bản cứu đời. Đạo Pháp nào giải diệt hại người, nhất định chẳng đúng nơi chân Pháp. Đã thấy rõ là không phù hợp, dù cho ai có ép không tin. Đủ tinh thần làm chủ lấy mình, thì những sự lầm tin sẽ khỏi. Việc chưa biết thì cần phải hỏi, đều còn nghi cứ bới cho ra. Chớ ầm ừ nửa Phật nửa ma, rốt cuộc chẳng ra gì cả. Càng gắng hỏi càng rành thật giả, có nghi nan mới có đi sâu. Nghi mới tìm thấy rõ đuôi đầu, hỏi mới biết lý màu rốt rau. Dốt không hỏi bao lâu cũng dốt, nghĩ không tìm đến chết chưa thông. Thật chánh tông hay thứ tà tông, cố gắng hỏi thì không lầm là. Việc gì cũng phải cho đích xác, chớ nên tin một cách mù mờ, mặc dù là những việc thiên cơ.
nhưng cũng phải tin cho hữu lý. Con người có tàn suy nghĩ, cứ dùng luôn không thể nào cùng. Các bí quyền trong khoảng không trung, nó có sức phá tung ra được. Giống người chẳng phải là nhu nhược, mà giống người tốt bực can cường. Nếu để tâm khảo cứu suy lường, có sức mở được đường trời đất. Người có thể đi Tây Phương Phật, người cũng đi địa ngục dễ dàng. Giống người là ở giữa trần thang, muốn đi xuống đi lên được cả. Trí huệ của người là chìa khóa, có khả năng mở cả mấy trời. Nó sẵn nằm trong ốc của người, người nào cũng tự moi ra được. Người mà được hoàn toàn hạnh phúc, người mà chung hưởng cuộc an vui, cũng là nhờ trí huệ của người biết phát triển nằm nơi đúng chỗ. Trí của Phật làm dài kiếp số, trí của phàm làm thỏa mạng theo. Nên chọn đường Phật trí mà theo, tránh khỏi nạn hiểm nghèo đưa lại. Trí Phật rộng trùm bao sơn hài, trí phàm khoanh trong đại hẹp hòi. Phật ban vui cứu khổ cho đời, phàm chỉ tạo cho người khốn khổ. Trí Phật muốn hòa bình khắp chỗ, trí phàm lo gây gỗ đó đây. Trí Phật không phân biệt đông tây, muốn đâu cũng kết dây thân ai. Trí của Phật ở ánh quang đại, có tình yêu nhân loại đại đồng, muốn mình cùng kẻ khác dung thông. Hoàn toàn dứt sạch lòng ích kỷ, với bản tác trọn tình hữu nghị. Với đồng bào thành ý yêu thương, giá trị mình với kẻ tương đương. Lúc nào cũng chủ trương bình đẳng, xét xử rất công bằng ngay thẳng. Đối với ai cũng chẳng dị tư, lòng trọng tôn luật pháp là sư, lấy đạo đức làm cơ tiến hóa. Giữ hành động ngôn từ cao nhã, không để cho xa đọa tâm hồn. Tự làm cho phát triển trí khôn, nhưng vẫn giữ khiêm cung tánh nết. Vì chánh nghĩa coi thường cái chết, vì phước chung bỏ hết lợi riêng. Trọng nghĩa nhân hơn trọng bạc tiền, đặt công lý lên trên tình cảm. Vẻ mặt vẫn vui tươi điềm đạm, cử chỉ luôn đoan chánh nhẹ nhàng. Từ đây lòng thành thật nghiêm trang, chớ chẳng phải sửa sang ngoài mặt. Hứa với ai thì là giữ chắc, những lời thô tiên ác không dùng, thường dùng lời đối đáp ung dung. Bảo vẹn một lòng trung đạo lý, đó là đại khai đường Phật tri. Nói sao cùng hương vị thơm tho, thật hòa bình hạnh phúc ấm no, thật tốt đẹp thật là sang suốt. Thật cởi mở chớ không trói buộc, thật làm cho hết cuộc trầm luân, thật hoàn toàn khắc trí phàm nhân. Trí Phật vốn hoàn toàn chân thiền, thật chân lý chứ không ngụy biện. Thật thoát ly các
chuyển phàm trần thất hoàn toàn thế thế độ danh thật chẳng chút nào cần danh vọng lo giúp kẻ được vui được sống chẳng cần ai ca tụng đến mình thật là đầy đức độ anh minh chỉ phàm có thể kình chống kịp làm vui sống làm cho rảnh kiếp mơ đó là điều trí Phật thường hành cõi ta bà tất cả chúng sanh cái trí Phật của mình rang kim lúc đi đứng nằm ngồi suy nghiệm tìm cho ra cái điểm linh quang thấy được rồi quán liệu nhân gian cũng như Phật hồi ngàn xưa vậy bị vô minh còn nhiều che đậy làm cho người không thấy bổn tâm mới có nhiều hành động sai lầm do nơi các dục trần khéo gợi vật ưa thích thì liền rơ tới không chịu suy có tội hay chăng có nhiều khi biết tội làm càng vì dục vọng không dằn nén được bị đời kéo đi xuôi một nước ít có ai đi ngược dòng đời biết bữa nay sung sướng anh chơi chớ không biết ngày mới khổ nào bị vô minh làm người khờ khạo hồng trần là giả tạo cứ mê cõi lạc ban muốn thấy đường về vô minh ấy phải lo vén mờ được nhìn thấu không còn cản trở mới biết là tay lỗ bên chân mà bấy lâu cứ nói mẹo dần chẳng ngờ nó sẵn gần sau óc tôi không đại minh châu chẳng lọt phúc bỗng nhiên được móc lấy ra xưa nay lo thèm của người ta bây giờ mới biết nhà mình có lời của Phật càng thêm nhẫn rò Phật tại tâm nào có xa xôi không nên tìm chót lưỡi đầu môi mà phải tìm nơi tâm cảm bị vô minh khiến lòng mờ ám hết vô minh tức sáng tỏ ra hãy định thần xét rõ lòng ta vô minh diệt các tà niệm diệt tà niệm diệt tức vô minh tiệt hết vô minh cũng hết niệm tà kẻ tu hành phải nhận định ra chớ lòng để các tà niệm khởi mỗi khi chúng nó vừa mang tới thì chẳng ai chớ đợi đi sâu hơi khó khăn ở buổi ban đầu lần hồi tất dễ thâu chúng được phải cứng cỏi chớ lầm nhu nhược thấy sai thì cương quyết trừ ngay muốn cho rằng việc đúng hay sai hãy đo xét bằng cây thước luật mười việc trúng hết mười không trật như là anh thợ mộc cất nhà lấy mực xong rồi đục cắt ra khi ráp lại thì là vừa vặn phải nhất quyết chớ nên dùng thần y hành lời Phật dặn thì xong ráng tu cho đất quả thành công mới chẳng uống đèn trong hương đốt ngục trần thế ráng lo mở chốt ra ngoài xem gió mát trăng thanh khác hơn mùi lao ngục hôi tanh của cái kiếp phù sanh tạm già được giải thoát mới là thông thà còn trầm luân đâu có sướng vui
nếu kỳ này chẳng chịu rút lui thì còn bị lăn rồi đục que. Bên mê khổ nếu không bị kẹt phải mau chân xuống chiếc thuyền từ, quyết xả thân học đạo chân như thì khỏi được kiếp người đau khổ. Tu hành phải làm cho tỏ ngộ mới là trong thấy rõ nhiễm màu. Phật xuất gia vì bởi nơi đâu, vì tỏ ngộ mà cầu học đạo. Trong các giới tín đồ Phật giáo nên nhớ rằng chữ đạo là đường. Tỏ ngộ là được thấy hướng phương, không còn bị lạc đường mấy nữa. Chính mình đang ngục trần khỏi cửa, còn đủ năng lực độ chúng sanh. Thế mới là đúng nghĩa tu hành, không tỏ ngộ đâu thành chữ đạo. Mới phút trước còn trong mộng ảo, kế phút sau đã đau Tây Phương. Chỉ phàm nhân không thể đo lường, trong khi được khai đường tỏ ngộ, ví như kẻ đã mù từ nhỏ. Có một hôm bỗng tỏ sáng ra, thấy hoàn toàn hai cảnh khác xa. Vui mừng ấy kể sao cho hết, bao nhiêu cái nặng nề mỏi mệt, bỗng nhiên trong nháy mắt tiêu tan. Tự thấy lòng thông suốt minh quang, tự thấy xác nhẹ nhàng phấn phờ. Thấy đại khai trong khi tỏ ngộ, không thể đem mô tả bằng lời. Sự nhiễm màu quyền bí tuyệt vời, ngoài người tỏ ngộ thời không thấu. Chim khôn lửa cây lành mà đâu, người khôn tìm chánh đạo mà thờ. Đừng học theo những thứ ba dơ, mới có thể gặp cơ tỏ ngộ. Đời mạt pháp quỷ ma rần rộ, tìm Phật tiên đâu có dễ dàng. Người muốn tu thì phải kiên gan, chịu khó lập thao vàng cho kỳ. Tìm cho gặp Phật chân đạo lý, thì ngày kia mới phỉ lắm mình. Nếu để lầm lạc thứ tà tinh, chung cuộc sẽ làm mình thó hại. Tu được mở mang là tu phải, tu trở nên ngu dại tu lầm. Tà đạo làm sanh chúng mê tâm, người theo nó dễ làm cuồng tinh. Trong ba tánh phải nên bình tĩnh, kiếm tìm nơi đạo chánh mà nương. Sẵn kệ kinh thầy tổ chỉ đường, cứ theo đó chủ trương không là. Cũng không sợ bị ai lừa gạt, rất an tâm lo việc tu hành. Đủ phương châm để trở nên lầm, sẵn giới luật giúp mình trọn tốt. Đời quân hạ có nhiều gió trốt, đạo phải xây kèo cốt vững vàng. Bằng không thì sẽ phải bị đổ ngang, chớ có giữ cho an toàn được. Có nhiều cánh lông trời lỡ nước, làm cho người hiền đức ngửa nghiêng. Không lúc nào ngất việc cưng chuyên, tu mà thiếu nhẫn kiên thì ngã. Sức kiên nhẫn vững như núi đá, lòng từ bi rộng tở biển to. Không thể làm cho biển cạn khô, cũng không thể làm cho núi ngã. Được như vậy mới nên đạo cả, chẳng sợ khi nhồi quá nắng nề.
chúng sanh đang lạc giữa rừng mây, thiếu gươm chi khó mà ra khỏi, phải cho đủ tinh thần cứng cỏi mới giữ cho mình khỏi kinh hồn. Ở trong khi địa âm thiên hôn, và trước cánh thú hâm gầm thét, ngồi tại gốc bồ đề nghiêm xét, gặp rất nhiều yêu nghiệt thử lòng, nếu để cho tâm trí lâm đâm thì đâu được thành công đắc quả. Lòng chẳng động trước tuồng lời lạ, lòng thản nhiên trước kẻ dữ dằn, lòng đại hùng đại lực vô ngần, sức yêu quái không ngăn cản nổi, đạo màu nhiễm được tìm thấy môi, đã lưu danh dưới cõi bồ đề, thuyết pháp màu cứu chúng sanh mê, nền Phật giáo lập ra từ đây. Nếu kể lại từ thời đại ấy cho đến nay đã mấy ngàn năm, có biết bao người đã phát tâm nghe theo Phật tu hành đắc đạo, trong các giới tín đồ Phật giáo soi gương xưa hành đạo, thì nên thật tu tâm và thật chí bền là hai việc phải nên gồm có. Thật bền chi mới theo tốt chầu, thật tâm tu mới bỏ sự trần, muốn trở nên ngôi vị Phật thần, mấy việc ấy phải cần chám già. Xưa nay đã nhiều người đắc quả nhờ thật tu và có chí bền, người đời nay muốn được lập nên thì cần phải theo nền mong ấy. Đời mạt pháp nhiều người pha khuấy, tu mà không nhẫn nại khó thành. Thật tâm tu thì mới thực hành được mới thành Phật được. Cứ tiếc của mà mong có phước, phước làm sao có được cho mình. Không chịu tu mà muốn được linh, linh không thể nào sinh ra được. Cho nên muốn cho mình có phước, bố thí đi chớ tiếc đồng tiền, còn muốn cho mình được linh thiêng thì là phải tu hiền đúng đắn. Tu vật biết tu còn linh đằng, người thật tu chắc chắn nhiễm màu, phải dày công tu luyện cho lâu. Chớ lòng muốn cho máu không được, sâu tu phải nằm lâu dưới nước, mới thành rồng bay vượt trên mây. Người tu thì nhịn việc trần ai, mới thành Phật ra ngoài sanh tử, cấp dữ cấp tu thì hết dữ. Người hung khi tu phải bỏ hung, đã tu mà còn tánh hung sùng, sanh với loại thú hùm còn kem. Gánh trần tục hãy mau quăng ném, để rảnh tay gói ghém sự tu, nào dùa hương bắt nước công phu, nào tính niệm A-di-đà Phật, các ô nhiễm tâm vô nhất vật, chỉ một lòng phước đức dung bồi. Nơi liên hoa cửu phẩm chưa ngồi, thì nhất định chưa thôi niệm Phật. Lượng sông khổ tuy là cao ngất, truyền đạo tâm quyết lướt cho qua. Thường hành câu Bồ Tát Ma Ha, cố trì pháp tâm vô quái ngày. Lòng cứu độ vô cùng quảng đại, sức tu hành mạnh mẽ vô biên, tuy sống trong thời thế ngựa nghiêng, nhưng lòng chẳng đảo điên một mày, thấy những kẻ móng lòng giết hại.
cố tìm phương hòa giải cho an, lăn lộn trong cảnh sống nhân gian, tùy tiện cứu người đang say đắm. Lòng chẳng quản chi thân bùng lâm, giống từ bi đem râm khắp nơi, cho ngọn đèn Phật giáo sáng ngời, cho nhân loại bớt đi đau khổ. Tu thì phải ra tay tế độ, chớ tu ngồi bó rõ một nơi, thì sự tu mới ích cho đời, như vậy mới đúng lời Phật dạy. Tu độc thiện kỳ thân là sai, tu chấp nay tự ái là lầm. Tu phải cần rộng bủa từ tâm, chữ tu mới không làm hẹp nghĩa. Tu còn sợ người đời xoay xìa, thì khó lòng cao trĩa sự tu. Ví dụ người có bảo rằng ngu, thì cũng chớ chút nào để ý.